Xin chào mẹ chồng nàng dâu. Dạ, mai em xin. Mời mẹ chồng ngồi. Dạ, chào cô, chào chị ạ. Rồi, mời em gái ngồi. Dạ. À, xin mời mẹ chồng giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết ạ. Chào hai MC, chào tất cả khán giả trường quay. Dạ. Tôi tên là Phạm Thị Trinh, đến từ Vũng Tàu. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cô năm nay 53. Nhìn cô trẻ lắm luôn á, da mặt rất là căng mịn. 53 mà nhìn trẻ hơn Quyền Linh luôn. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, em tên là Trần Thị Ngọc Hương, năm nay em 23 tuổi, em làm dâu của mẹ được 10 tháng rồi ạ. Ở hộp đúng 10 năm à, ngay dưới 23 tuổi là làm dâu 10 tháng. Đúng không, năm là cấp xỉu luôn. 10 tháng một chặng đường cũng mới ha. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu còn trẻ, quá trẻ thế này thì mẹ chồng cảm nhận như thế nào? Lúc qua con trai của cô dẫn bé Hương về thì nói chung cô cũng tưởng là đang bạn bè thôi. À, tại vì con trai của cô thì nó cũng là qua một lần làm vợ rồi. Lúc đó thì đã có một bé 8 tuổi rồi. Cho nên là cô thì cũng tưởng là bạn bè quen thân thôi. Vì lúc đó con cô là lại mới bị tai nạn đó. Hai vợ chồng nó là ly hôn rồi. Nhưng mà cho cô chưa có nghĩ đến cái chuyện là nó bước nữa. Tức là em là vợ hai của dạ, con của mẹ. Dạ đúng rồi ạ. Hai người quen nhau bao nhiêu lâu? Em với anh quen nhau được 3 ngày thì anh dẫn về nhà. Có 3 ngày hả? Ủa mà sao cái định mệnh nào mà đưa hai người đến với nhau? Dạ là ảnh bảo like Facebook của em bảo like lại, ảnh nhắn tin là tụi em quen nhau. Trước khi về có biết là anh đã có gia đình và có con chưa? Ngày đầu thì chưa biết, nhưng mà ngày sau thì anh chủ động anh nói. Mình không có nghĩ sâu xa, mình không nghĩ nhiều. Tại vì có hỏi anh là anh ly dị vợ chưa hay là còn vẫn còn mập mờ, thì là anh kêu là anh ly dị hẳn rồi. Công nhận cũng nhanh, đúng là đôi khi tiếng sét ái tình đó. Quen ngày thứ nhất, ngày thứ hai rồi mới biết anh có vợ, ngày thứ ba về nhà luôn. Về nhà luôn. Ủa anh có con chưa? Dạ rồi, anh có con. Một bé gái lớn tên là Đặng Gia Ái Linh, được 8 tuổi rồi. Rồi cảm nhận thế nào? Tại vì hai mẹ con cách nhau có 14 tuổi thôi, nên là tâm lý hai mẹ con rất là vui vẻ, giống như gặp nhau lần đầu như bạn với bè vậy đó. Ảnh hay chọc là hai mẹ con gì như hai chị em. Hai chị em. Rồi anh lớn tuổi không? Dạ năm nay ảnh 30 ạ. Nhưng rồi cái ngày mà gặp mẹ chồng lần đầu tiên á, bạn cảm thấy như thế nào? Lúc đó là cũng nhát, em chưa có dám nhìn thẳng như mẹ nhiều. Tại cũng sợ, tại nghe mẹ có một đời dâu rồi, nên nghĩ chắc mẹ khó hay sao mà vậy đó. Nhưng mà về thì thấy mẹ vui tính lắm. Nhà toàn mỹ phẩm không à, tưởng là của chị dâu lớn. Ừ. Mà toàn là của mẹ. À mẹ mua mẹ xài á hả? Dạ. Hèn chi da mẹ đẹp quá. Trời ơi sao mẹ xịn vậy? Mình đây da dẻ còn trẻ nhưng mà vẫn còn thua mẹ xa. Đúng rồi. Lúc mà gặp nhau ở nhà đó thì bao lâu thì mình cưới hả cô? Con trai của cô thì nó ly dị vợ được 6 tháng. Lúc đó nó lại không may là bị tai nạn, gãy tay. Đầu thì băng mà dặn bạn gái về. Cô cũng phân tích là con thì đang mới mẻ, đang bị tai nạn như vậy đó. Thứ hai là có con, mà bé đây thì đang còn con gái. Cô thì cô phân vân cái điều đó. Cho nên là cô cũng hỏi bây giờ là con đã tìm hiểu kỹ chưa, bên gia đình bé có biết hay là không. Con thì nó cũng kêu là bây giờ để con tìm hiểu Hương. Thì hai đứa tìm hiểu. Bên mình thì sẵn sàng là chấp nhận rồi. Nhưng mà bên nhà gái, bây giờ con gái, con mình nó đã trải qua một lần rồi mà có đứa con nữa, thì Hương cũng kêu là lúc đầu thì bố mẹ chưa chấp nhận, nhưng mà sau thì anh cũng nói hết, gặp bố mẹ của Hương dẫn con gái ra, ông bà thì cứ xưng là ông ngoại, nói chung là chấp nhận cái hoàn cảnh của con trai của cô. À, rồi từ lúc mà dẫn về nhà cho tới cưới là thời gian bao lâu? 6 tháng ạ. Quen 3 ngày, 6 tháng sau cưới, xét đánh đó ha. Mà đối với Hương là Hương còn quá trẻ mà chấp nhận làm dâu mà là vợ hai nữa, rồi chăm sóc cho con của chồng mình nữa, có rất là nhiều vấn đề. Hương cảm thấy như nào? Kiểu như tâm lý của em nói giờ nghĩ là những cái vấn đề đó không có đáng lo ngại. Quan trọng là cái cách người chồng đối xử với mình. Con của ảnh thì cũng như con của mình. Tại vì nhà có đứa em cũng cỡ tuổi đó, thương em thì cũng như thương con vậy đó. Cái chuyện đó nó rất là dễ. Tại vì giờ em cũng có bé 5 tháng rồi. Mình mới sinh em bé. Dạ đúng rồi. À, nên là cái chuyện chăm sóc con thì mình nghĩ là sớm hay muộn. Nên cưới là... nhau bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới nhau được 10 tháng. 10 tháng mà có dạ. Con 5 tháng rồi. À. À có nghĩa là hay là do có con trước khi ấy thành ra là cưới sớm. Dạ cũng một phần, tại vì dự định của tụi em là qua Tết thì mới làm đám hỏi đám cưới. Nhưng mà sự cố nên là không, đúng là tiếng sét cái tình, cũng mối tình rất là lạ nha. Quen nhau trên mạng ngày thứ nhất, ngày thứ hai
mới biết anh đó có vợ có con rồi, ngày thứ ba dẫn về nhà và có bầu sau 2 tháng, ngày đám cưới là có bầu được 4 tháng. Trời đất ơi, rồi mẹ biết không? Hai đứa quen nhau, cô cũng vẫn cho hai đứa là cái nhịp cầu để tìm hiểu. Trong cái sự tìm hiểu thì có em bé. Lúc đó Hương đi làm công ty nhưng mà người nó nhỏ nhắn như thế, nó cứ ôm nghén. Hỏi gạn thì Hương mới kêu là bây giờ có em bé, đang tìm hiểu đang quá ngắn. Yeah. Cái sự mà gia đình mà chấp thuận cũng đang phải suy nghĩ cái đã chứ. Đáng bên bên cô thì chấp nhận được nhưng mà bên nhà gái là cả một vấn đề. Không phải là vì cái đứa bé đó mà mình cưới hay là mà lấy nhau. Lúc đó cô mới bảo là thôi thì bây giờ nếu mà con có em bé thì để cô tính. Thì Hương mới kêu để từ từ, để sinh em bé xong rồi cưới. Cô bảo không được, tiếng tăm của người con gái, ví dụ con lỡ một lần đò rồi cô không nói, nhưng mà bây giờ con là con gái, bây giờ để cô dàn xếp. Băng qua nhà trai thì qua nhà gái. Ông bà nói chung là ông bà lúc đó là ngạc nhiên luôn, không biết. Mình nói chuyện vì... là con dâu đã có à, là rồi. Mình giấu ba mẹ ruột luôn hả? Dạ là em giấu. Hương thì không dám nói. Chết rồi, lúc đó ba nói hôm nay là ngày mai cô đi qua nhà gái. Em sợ quá, em không dám nói. Thật sự đó, lúc đó mới có 21 tuổi thôi. Tại sao mình lại bản lĩnh, tại sao mình can đảm như thế? Em gọi là cái này là cái may mắn. Rồi sau đó rồi về làm dâu rồi có khó khăn nhiều nữa không? Tại vì cô gái còn quá trẻ. Chung là Hương thì nó đang còn ít tuổi, nhưng mà biết cách cư xử với chồng, với con thì cô cũng không chê được điều gì. Yeah. Anh em trong nhà thì nói chung là hòa thuận, mà chị em dâu thì cũng nghe lời nhau, biết trên biết dưới. Bếp núc rồi cơm nước rồi dọn dẹp đúng không? Thấy cười là hiểu rồi ha. Còn nít quá, về ngủ không? Mới làm dâu mẹ thì lúc đó em đang mang thai đó. Đó giờ mình cũng hơi lười. Người ta làm dâu là thường là 6 giờ hoặc là 6 giờ mấy là dậy lo cơm nước cho nhà. Em bình minh của em lúc khoảng 8 giờ. Chồng cũng la, chồng kêu sớm dậy. Thì mẹ ngược lại, mẹ lại la chồng. Thấy ngủ nhiều mà có bầu cũng sợ. Yeah. Cho mình cũng muốn là đi qua đi về để cho cái bé nó khỏe. Lúc nào mẹ vô mẹ thấy con ngủ mẹ đá con cái. Ủa mẹ đá con cái là bắt đầu con lại phải nghĩ là ôi mình đang ngủ mẹ chồng vô đá. Không được, báo thức đi. Nó cũng yếu thôi thì kệ, dậy lúc nào thì dậy. Có bữa ngồi nó mới tính làm ra ngủ dưới đất luôn. Bố chồng kêu bà vô coi nó đang ngủ. Nó thôi kệ nó, để nó cho nó ngủ thì lúc nào nó dậy thì dậy. Cô, em là dâu trai lớn hay trai sao? Mẹ có 2 con trai và em là dâu thứ 4. Ủa là sao? Mẹ có 2 con trai. Dạ. Mà em con dâu thứ 4. À là dạ. Còn chị gái nữa hả? Dạ không, mẹ chỉ có 2 con trai. 2 con trai thôi. Mà dâu em dâu thứ 4. Cũng không có giấu gì. Tất cả bà con với lại 2 MC là cô thì 2 đứa con trai. Cậu nào cũng 2 đời vợ. À. Đặc biệt một cái là 2 cô con dâu sau này á, thì lại cùng tên. À, cùng tên và cùng tuổi. Cùng tên cùng tuổi luôn. Lạ nha. Cho nên là về cứ Hương chị Hương em. Em ngủ thì chị làm, chị mắc con thì em làm. Vậy thôi, mẹ không phải nói điều gì khó khăn. Cho em bóc phốt một cái. Mẹ cũng là vợ 2. Cô cũng là vợ, người vợ đến sau. Người vợ trước thì cũng đã ly dị xong rồi, còn cô thì cũng người đến sau. Câu nhưng chuyện 3 chàng trai và 6 cô dâu. Một cái sự rất là lạ. Trùng hợp. Trùng hợp với nhau. Dạ. Đó số phận rồi. Dạ. Mình không trách. Nói chung là cha đó, mẹ nào cũng không muốn cho con mình. Đúng vậy. Phải dở dàng để nó khổ. Thứ hai nữa là con cái rất là khổ. Dạ. Đó. Giữa thì mẹ chồng nàng dâu á, có một cái sự mâu thuẫn nào không? Bởi vì bé còn quá trẻ. Bé thì cô không có sự mâu thuẫn, nhưng mà chỉ có nhắc là ngủ hơi nhiều. Tại vì giờ cũng có một cái quán của chồng là bên bất động sản. Thứ hai nữa là cũng kinh doanh một cái quán cà phê nhỏ. Thì mình cũng phải là có giờ có giấc để dậy để mà quán xuyến. Cô có hay nhắc nhở em trước mặt không hay là cô nói qua có chồng? Chứ. Cô không nói chuyện với con trai, mà cô không khi nào mà cô nói thằng Tâm hay thằng Sự là chồng mợ mày như này như kia. Cô không nói, nói vậy là mất hạnh phúc ngay. Nhưng mà em cảm nhận là mẹ dành tình cảm cho em như thế nào? Với dâu nào thì mẹ cũng dành tình cảm rất là kỹ. Em với mẹ thì chưa có cái vấn đề gì ở trong mẹ chồng nàng dâu hết. Có bao giờ mà 2 con dâu cũ về thăm gia đình không? Con dâu cũ lớn của thằng con trai lớn á, thì bây giờ cũng có gia đình rồi, về chỉ đón con thôi, không có qua lại. Còn mẹ bé thì ở phòng trọ ở sát nhà cô luôn. Cách có mấy căn à? Là cô dâu trước của bé này. Đúng rồi, vợ trước của cô sát qua nhà luôn hả? Ủa hả? Cách 3 căn. Hả? Cách 3 căn à? Dạ. Nói chung là cũng hay đưa đón con. Hay gặp về. Không? Chết. Dạ gặp, tụi em vẫn nói chuyện bình thường. Mọi người hay nói là đừng có thân thích, tại vì sợ tình cũ không rủ cũng tới. Nhưng mà em nghĩ thì cái duyên nó hết rồi thì thôi. Ủa vậy là qua thường xuyên vâng, lắm hả tụi cô? Em vẫn nói chuyện. Chắc vâng. Bên nhà mà. Chiều thứ bảy hoặc là chủ nhật gì thì xin đón về chồng nuôi, nhưng mà vợ vẫn có quyền đưa đón mình. Đúng không rồi. Thể nào ngăn cấm mẹ chắc tình mẹ đó. Con được. Cô không có ngăn cấm, nhưng mà cô nói một điều thẳng, vào ít mà vào phải có trọng tâm, đón con về.
đưa con vô, đưa con về, không được tiếp cận. Thí dụ như một tuần qua đó hơi nhiều lần thì đâm ra cái suy nghĩ của mình nó cũng có chút nó hơi rung rinh đó. Nhưng mà qua đó rồi có ba nó đó không? Ba nó thì cũng có nhưng mà ở trong nhà làm việc thôi. Ừ. Mình ngồi mình cảm giác nó cũng nó hơi sao sao đó. Tức là khi mà một cô vợ cũ đó, yeah, cái chiều đi đón con đi ngang qua thấy hai vợ chồng đang ngồi đón ngang qua mặc đồ quần áo sexy á, ngoan qua con rồi chào anh ha. Mà có vậy không? Lâu lâu mình coi. Có thấy chưa? Có. Thật sự nói mình cũng khó chịu. Biết là không có ý gì nhưng mà cũng khó chịu. Cô này cũng bản lĩnh lắm này nha. Cũng chia sẻ với chương trình với hai MC là có tính từ bi, không ích kỷ. Cô cũng rất là hoan nghênh kia để không phải là chia cắt tình mẫu tử. Đúng rồi. Nhưng mà cô nói bây giờ là hạn chế nha. Còn không là đừng kêu mẹ, mẹ không có giải quyết vụ này nữa đâu đó. Cô, nhưng mà cô có nói chuyện với anh con trai không? Con trai cô thì nói chung là nó một là một mà hai là hai. Quan trọng với cô kia cũng ở đó hoài luôn. Cái chỗ, bây giờ là chỗ do là cô kia này kìa. Không thôi mình gọi điện, nói chuyện, chị em thân mật. Tất nhiên người ta phải thân mật thôi. Có thể quen thân cũng không sao cả. Để mình chia sẻ. Nói hơi quá chút xíu là để ngăn chặn một cái điều gì đó. Nói chứ không biết điều gì xảy ra đâu. Lo là lo cho em thôi. Dạ. Thậm chí mẹ cũng lo. Bỏ qua chuyện đó đi. 10 tháng như thế trôi qua cũng rất là nhanh. Em có cảm giác là mình hợp với mẹ chồng tất cả mọi thứ, có điều gì chưa hợp không? Dạ, hầu hết là hợp. Tính của mẹ rất là tin, rất là dễ hợp. Có bị mẹ la lần nào chưa? La thì có chứ. Mẹ hiểu tính của chồng thì mẹ phải nói là ừ, cái này là chồng con nó như vậy thì con phải làm như vậy. Mẹ chỉ thì mẹ cũng phải la. Mẹ la cái gì? Quăng đồ lung tung chẳng hạn. Nhưng mà cái tính của chồng là cực kỳ ghét cái chuyện đó. Mẹ kêu là cái đồ đạc con phải để như vậy, đồ để sai là chồng không có ưng. Cô thì cô thấy cô còn điểm nào mà chưa hài lòng ở nàng dâu mới này không? Cô thì cô rất là hài lòng cho hai chị em dâu về sau. Nó được hay không được gì thì con mình mà, mình dạy từ từ. Ừ. Tại con dâu cũng là con gái của mình, cô không có con gái, chỉ hai cậu con trai thôi. Nhưng mà có điểm nào mà cô cần em phải khắc phục không? Thì khắc phục là giờ yêu cầu là ngủ có giờ có giấc. Khó, một cái giấc ngủ á. Để quản lý kinh tế của mình. Dạ. Quan trọng vẫn là mẹ chồng. Dạ. Mẹ chồng bản lĩnh để quản lý, để có thể kết nối, để có thể chia sẻ. Anh nghĩ rằng đây là bà mẹ chồng rất hiểu nàng dâu và thương yêu nàng dâu. Dạ. Bởi mình cũng trong một cái hoàn cảnh có thể là cùng đồng cảm với nhau. Dạ. Ngày hôm nay thì cô có mong muốn con dâu mình như thế nào để tốt hơn không? Thì hai con trai bây giờ cái số phận như vậy rồi thì yêu thương vợ nhiều. Hai đứa vợ phải đồng hành với chồng, lắng nghe chồng để xây dựng gia đình hạnh phúc. Đó là điều yêu quý nhất của cô. Việc gì lớn thì phải vợ chồng bàn bạc với nhau để xây dựng kinh tế và lo cho các con. Còn em có mong muốn ở mẹ điều gì không? Em chỉ mong muốn là từ bây giờ về sau mẹ vẫn như trước giờ, mẹ đối với con, với chị hai. Tụi con cũng rất là may mắn là mặc dù là vợ hai nhưng mà lại được gặp một người mẹ chồng rất là hiểu ý và lo lắng cho tụi con rất là nhiều. Mẹ lo cho sức khỏe của mẹ nhiều hơn. Bây giờ là tụi con nhiều khi là đôi khi bận rộn quá, nhiều khi không quan tâm được. Có vài lời chị hai gửi gắm cho mẹ. Mấy mốt mẹ buồn, mẹ giận cái gì thì mẹ đừng giận cá chém thớt, đừng giận thêm lây cho chị hai. Ủa là ý là mẹ nhiều khi mẹ mệt trong người, mẹ hay bị tụt huyết áp. Chị hai hôm nay cũng đi nhưng mà có em bé không có vô đây được. Dạ. Vậy là tốt lắm rồi. Cái câu chuyện gia đình mình á, đầu tiên nó cũng có những cái vấn đề nó hơi rắc rối chút xíu. Dạ. Nhưng bắt đầu từ bây giờ nó đã hạnh phúc rồi. Mình cố gắng giữ cái hạnh phúc này để làm sao cái bền hạnh phúc nó bền lâu mãi mãi. Hai mẹ con ôm nhau thế nào? Kỷ niệm gửi tặng gia đình rồi, ha. Cảm ơn. Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc, thành công. Chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cô. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung phù hợp với mọi cá tính. Còn một phần quà lớn nữa là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin dành tặng cả gia đình mình ạ. Rồi, cảm ơn hai em. Cảm ơn chương trình ạ. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn em. Chào gia đình.